chưa tới đó nữa. Rồi. Đó là nè, cái đó của nó nè. Nói rồi anh chữa là bé này nó trắng quá mà nó không bằng áo tay dài. Dưới từ đen luôn. Không, nó trắng rồi. Đó đó. Thằng nào thằng ấy. Rồi tóc vậy chưa? Chưa hả? Nó phẩm như cái quả là. Mới lên được có trên à. Có gì đó kìa, kìa đó nhà phải không? Phải không? Nhìn coi vậy đó. Đó. Có thì quay đi. Nó cũng có lần thôi, nói quay gọi đi lần hai đó. Vậy hả? Hảo kìa. Ơi. Nói cho nên là đâu nãy chị ghé qua mạng mà nó hết rồi. Thôi nãy nó quen rồi, không thấy cho nó gấp camera qua em vậy. Chưa tới tụi nó nè. Chưa. 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 Chưa
mì này đây nè. Lộn lộn. Năm. Một con mì. Chưa thấy. Đó đúng rồi, lá đúng rồi đó. Không đúng không? Này rồi. Ôi, thích quá đi. Mới đưa dùng. Đâu có nghĩ là đợi gì lâu dữ vậy trời. Ok. Kê ngồi đó kìa. Trời này mà có gì đâu. Tới nó hay gì đó thì đứng đó không thì ừ thì đứng đó vô rồi đã tới nó rồi đó. Mấy ghê đó. Ông hậu ông lộn quá. Ông hậu thì không chừa. Cái đó đâu. Ông bị chết. Đúng rồi. Nó bị sai rồi đó. Ông nó bị nhậu lên bán. Tuổi trước rồi đúng không? Thấy chứ cũng đi ngồi đây. Tôi không chịu nằm đó mà chịu nằm với ông hậu vậy chứ vậy. Tốc độ nó có nông thuộc về em vậy đó. Tốn thủ ông hậu lộn quá. Dạ mát tao chịu này lắm á. Nóng quá. Cái gì nắng bạn chịu dắt về chắc mới đỡ tiền. Nghe còn nghe viêm vậy. Ôi.